Lotus by Johnny Zoo, the best of life. Chương trình Tâm sự sức khỏe và làn da cùng với công ty dược mỹ phẩm Lotus by Johnny Dũng. Kính thưa quý vị, thời đại này là thời đại của Super Fucoden. Đúng như vậy, cái kỷ nguyên Super Fucoden rất là quan trọng. Chỉ có Super Fucoden từ Lotus. Và đỉnh cao của nó là Super Fucoden 800mg. Bởi vì không chỉ là dược rong biển nguyên chất ngay từ Okinawa, Japan, mà không có chất phóng xạ, không có tất cả những cái tạp chất, mà nó là thực sự phải là non-GMO, tức là không có những cái genetic modified organism. Nó kết hợp chung với artemisinin, là wormwood extract, với nhiều những dưỡng chất đặc biệt AHCG v.v. Nó đều nằm also trong cái dạng cao nữa, tức là trong Fucoden dạng nước 5.357mg. Vâng, và ngoài ra một căn bệnh mà cũng đáng lo ngại cho quý vị, đặc biệt là ở nam giới, đó chính là căn bệnh về bệnh gout. Mình đã có được cái sức khỏe tốt bên trong rồi, mà nếu mà xương khớp không tốt, mà mình không có bao giờ uống collagen qua, mà đột nhiên bây giờ mình bị gout bởi vì mình ăn đồ biển thật nhiều, mình ăn thịt bò, mình không chịu tập exercise. Joy Support Gout Relief rất quan trọng. Những dược thảo thiên nhiên này đi đến cho quý vị, mình khỏe mạnh như vậy đó, xương khớp tốt như vậy đó. Nhưng mà mỗi đêm mà em cứ tương tự em không ngủ được, em nằm trằn trọc, ngày hôm sau xương lực của em là zero, không có một cái gì hết. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là đừng có ăn quá no buổi tối nè, đừng mải mê xem iPhone, iPad, xem TV. Tập một cái giờ giấc thường xuyên và đúng giờ đi ngủ để cho mình nhẹ nhàng. Nhưng nếu quý vị không ngủ được thì cái Beauty Sleep này là những dưỡng chất tự nhiên nhất, chẳng hạn như bromelain, lá cây kinh giới, rễ hoa nữ lang, hoa cúc trắng, kinh cô bà lô ba, tức là bạch quả, làm cho cái serotonin, tức là cái hệ thống trong não bộ của chúng ta tiết ra cái melatonin để du ngủ một cách tự nhiên. Chúng ta không bị lệ thuộc, không bị addicted to it. Những cái dược thảo quan trọng từ Super Fucoden Gout hay là Sleep đối với Trần Dũng là những dược thảo rất tối ưu, những cần thiết cho mỗi một ngày cuộc sống. Kính mời quý vị hãy tìm ngay đến dòng dược thảo của công ty Lotus qua một số điện thoại duy nhất 1855 955 6887. Cũng như là website johnnydung.com.